tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo tình trạng mất điện mới do hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông yêu cầu người dân Ukraine tiết kiệm điện. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng tiết kiệm điện sẽ đảm bảo đánh bại các kế hoạch của Nga. Tổng thống Vladimir Zelensky thông báo kể từ ngày 10 tháng 10, 30% nhà máy điện ở Ukraine đã bị hư hỏng, dẫn đến việc cung cấp điện cho người tiêu dùng bị gián đoạn. Ông viết trên Twitter, kể từ ngày 10 tháng 10, 30% nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy, dẫn đến mất điện trên diện rộng. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng không còn chỗ cho các cuộc đàm phán với Nga. Trước đó, một lịch trình cúp điện theo giờ đã được đưa ra ở Kiev và khu vực. Ngoài ra, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết liên quan đến các vụ tấn công bằng tên lửa, từ ngày 11 tháng 10 sẽ ngừng xuất khẩu điện sang các nước EU. Kể từ ngày 10 tháng 10, các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine để đáp trả vụ tấn công khủng bố trên cầu Crimea. Ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Hetman Galushchenko nói với CNN rằng khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa lớn của Nga. Và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cảnh báo vào ngày 13 tháng 10 rằng Ukraine đã mất 50% công suất phát điện và sẽ nhận được phản ứng thậm chí còn cứng rắn hơn nếu các cuộc tấn công khủng bố của chế độ Kiev tiếp tục.